Sup tất cả mọi người, mà đợt này Sumin quay đó chính là Blackjack. Thì đây là một bối cảnh trong ngày đầu tiên mà bọn mình quay. Đây là một cảnh drip xe. Đây là chiếc xe mà sắp tới Drifter sẽ drip. Thì đây là một cái cảnh mà Sumin rất là muốn cho vào trong MV. Không có gì sợ. Mà bọn anh tin vào tay lái của Trương Tiểu Phong. Buồn cười lắm. Lúc nãy cảnh đầu tiên là hai anh em phải nhìn nhau kiểu thù địch căm thù kiểu. Nhưng mà buồn cười. Hiện tại đã là 2 giờ sáng. Thì Sumin cùng với cả ekip vừa mới quay xong ngày đầu tiên của MV Blackjack. Hiện tại thì đang cảm thấy rất là vui và mọi thứ đều đang rất là trôi chảy. Sumin hy vọng là những ngày quay tiếp theo thì mọi thứ cũng sẽ được chỉnh chu và hoàn thiện tin đấy. Và cảm ơn toàn bộ ekip ngày hôm nay đã giúp đỡ cho Sumin hoàn thành ngày đầu tiên này. Peace out. Anh là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tìm em. Anh là kẻ may mắn này, luôn là kẻ. Hey, what's up, đây là Sumin. Như mọi người đã thấy thì ngày hôm nay sẽ trải qua đến bây giờ là 12 tiếng set cho ca khúc Blackjack. Ngày hôm nay là một ngày khá là dài vì sẽ có rất là nhiều cảnh phải quay trong ngày hôm nay. Và như mọi người thấy thì ở đây cái quy mô của cái set này rất là lớn và rất là đông người, cho nên là để hoàn thành lúc cảnh rất là nhiều thời gian. Như mình đã nói với các bạn thì bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Rất là mệt, hai mắt mình không thể mở nổi lên. Blackjack. Sumin chỉ muốn
Duy vừa mới thực hiện xong một cảnh nhảy trong bài hát Blackjack. Mình đã quay đến này nên bây giờ là ngày thứ 3 rồi. Và sức khỏe đang xuống rất là nhiều. Không còn được sung những ngày đầu nhưng mà nó đang rất là cố gắng. Hey! Finally! Chúng ta đã xong rồi, yeah!